Xin chào mọi người nhá. Mọi người đang được xem video tại thôn An Thái, xã An Vĩ, huyện Quế Châu, tỉnh Hưng Yên. Thì đây là giống nhãn T2 hay là còn gọi là nhãn Hà Tây, nhãn chín muộn. Thì nguồn gốc xuất xứ của nhãn này có nguồn gốc xuất xứ tại Hà Tây. Thì hiện tại là đã chuyển sang Hà Nội rồi. Thì giống nhãn này là giống nhãn muộn. Thì các cái loại nhãn khác như nhãn miền và nhãn siêu ngọt bắt đầu, hay là nhãn Hà Tây T6 bắt đầu thu hết, thì nhãn này mới bắt đầu thu. Ưu nhược điểm của nhãn này thì như các bác có thể thấy là rất là sai hoa sai quả. Giống nhãn thì thường thường là các loại nhãn đều là chống chịu sâu bệnh hết, nó ít sâu bệnh lắm và sinh trưởng phát triển khỏe, theo tôi nó là như vậy. Thì đây là một giống nhãn mà cũng là khó. Nhược ưu điểm của nó là cũng là ra hoa ra quả sai đấy, nhưng nhược điểm là nó cũng khá là khó lấy quả đấy. Đây, kìa sai gì quá. Đây, đây này. Rồi, chào bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào bác nhé.